Alo, xin kính chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Duy quay lại với chủ đề sức khỏe. Và chủ đề ngày hôm nay Duy muốn nói về dịch virus corona. Thì 3 tháng rồi, thời gian cũng 3 tháng rồi. Thì cả thế giới chúng ta ngày nào cũng nói về virus corona và cái tác hại cũng như là cái nguy hiểm của cái con virus corona này đến sức khỏe của mọi người chúng ta. Thì cái đại dịch virus corona này đã làm cho thế giới chúng ta thay đổi một cách chóng mặt. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động của chúng ta, ảnh hưởng tất cả các ngành nghề, kinh tế, chính trị, mọi thứ. Thì đối với chính phủ thì tất cả các nước, những người đứng đầu tất cả các nước họ đang cố gắng tìm mọi giải pháp để ngăn chặn và cách ly những người bị bệnh nhiễm bệnh virus corona để họ được điều trị để giảm cái khả năng bị lây lan ít nhất có thể. Còn về các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, những người chuyên gia thì họ cũng ngày đêm nghiên cứu để cố gắng tìm ra cái loại vaccine để chống lại cái con virus corona này. Và đối với người dân chúng ta cũng vậy, thì chúng ta ngày nào cũng xôn xao và coi tin tức để coi tình hình cái con virus corona này nó đi đến đâu. Và hiện tại bây giờ thì cái con virus corona này nó đã đi du lịch hơn 60 quốc gia trên thế giới. Và nó đi tới đâu thì nó mang lại cái sự lo lắng, cái sự chết chóc, làm cho mọi người, cuộc sống mọi người trở nên xáo trộn hẳn lên. Mọi người đi tất cả các siêu thị và hối hả muốn kiếm cho mình và mua được những thùng nước, những cái chai diệt khuẩn, giấy, khẩu trang, thức ăn để dự trữ trong gia đình của mình để xài cũng ít nhất vài tuần hoặc đến 1 tháng 2 tháng. Cho nên xảy ra cái hiện tượng là 2 tuần gần đây, không hẳn gì ở các nước châu Á mà trên đất Mỹ cũng đã xảy ra nhiều cái hiện tượng, đó là người dân họ đã đổ về các siêu thị Costco, Walmart, Albertsons, vân vân và vân vân, và họ đã mua chủ yếu là nước, nước uống, nước đóng chai, rồi nước diệt khuẩn, vệ sinh tay chân, và thức ăn. Thì cho thấy là cái tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh và nước rất là quan trọng đến cuộc sống của chúng ta. Thì Duy cũng rất là may mắn vì Duy và gia đình có được cái máy làm ra nước Kangen Water, cũng như là ngoài việc làm ra nước Kangen Water hỗ trợ cho sức khỏe của mình thì cái máy điện giải này còn làm ra được những cái loại nước như nước sát trùng, diệt khuẩn, nước rửa rau củ, vân vân và vân vân. Thì những cái loại nước này giúp cho gia đình có thể tẩy trùng, khử trùng và an toàn thực phẩm. May mắn thay hơn nữa là Duy xem báo hàng ngày và thấy mọi người đổ xô xếp hàng mấy tiếng đồng hồ
thì có người mua được, có người không mua được, và họ cảm ra cảm thấy rất là mệt mỏi, và thật sự thấy mình may mắn là mình không phải xếp hạng như họ, bởi vì ngay tại trong gia đình của mình đây đã có một vị bác sĩ thầm lặng, một dụng cụ y khoa tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe gia đình và bảo vệ gia đình mình. Và đó là một điều hết sức may mắn đối với bản thân Duy và gia đình của Duy. Thì ngày hôm nay Duy muốn nói sâu thêm về những cái tác dụng của nguồn nước Kangen Water đến sức khỏe của chúng ta, cũng như việc dịch virus corona đang hoành hành, thì cái nguồn nước này nó mang lại cho chúng ta cái gì. Thì có một số bạn hoặc có một số người theo dõi Duy trên YouTube, thì Duy thấy Duy chia sẻ cái nguồn nước này, và mọi người nói là cái nước này là cái nước thần thánh hay sao mà thấy Duy nhắc đến nhiều như vậy. Thì Duy cũng xin chia sẻ với các bạn rằng nguồn nước Kangen Water là nguồn nước rất là bình thường các bạn, nhưng mà nó có những cái đặc tính đặc biệt mà các loại nước khác không có. Nó làm ra được cái nước alkaline có độ kiềm rất là cao. Cái kiềm tính này nó hỗ trợ sức khỏe cho mình, nó làm cho cái sức đề kháng của mình nó mạnh hơn so với những cái nước khác. Chính vì cái sức đề kháng trong cơ thể của mình nó mạnh hơn, nó tốt hơn, làm cho mọi hệ vận động trong cái cơ thể của mình hoạt động một cách là smooth hơn, là mạnh mẽ hơn. Duy không biết diễn tả như thế nào, thì Duy chỉ nói nôm na là như vậy. Thì nếu như các bạn đọc báo mà đọc kỹ thì các bạn sẽ luôn nghe những cái câu hoặc những lời nói mà các chuyên gia hoặc những bác sĩ đã khuyên chúng ta rằng khi các bạn hiện tại bây giờ là virus corona đang hoành hành, thì việc đầu tiên chúng ta phải là thường xuyên uống nước để giữ cho cái cổ họng chúng ta không có bị khô, và vệ sinh khử trùng tay chân, vệ sinh răng miệng, rồi vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chuyên gia người ta nói rằng cái con virus corona này nó là một loại virus đường hô hấp. Nếu như cái sức đề kháng của các bạn mà nó mạnh thì cái khả năng nhiễm bệnh của các bạn rất là thấp. Và nếu cái con virus corona này nó đi vào cơ thể của các bạn thì nó sẽ ủ bệnh, nghĩa là nó sẽ nằm chừng ở đó. Nó chờ đến khi mà cái sức đề kháng trong cơ thể của các bạn nó yếu đi thì lúc đó là nó phát huy tác dụng và nó phát huy mạnh. Đó là lý do tại sao mà các bạn xem tin tức thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ nói là đa số những người mà chết vì bệnh của virus corona là những người lớn tuổi, những người có sức đề kháng thấp. Đó là nguyên nhân. Bởi vì Duy mới nói là khi mà chúng ta có một cái máy điện giải nước Kangen Water ở trong nhà, thì khả năng chúng ta bị nhiễm bệnh không phải là không có, nghĩa là không phải là cái nước Kangen Water này cứ uống vào là các bạn không không nhiễm bệnh, không phải như vậy. Nhưng mà cái khả năng mình nhiễm bệnh nó sẽ giảm hơn, cái xác suất nó sẽ ít hơn so với những người khác. Tại vì sao? Cái nước Kangen Water này nó có
ba đặc tính rất là đặc biệt mà các loại nước khác không có. Đó là nó không có tính axit, nó không có oxy hóa và nó siêu thẩm thấu. Nghĩa là khi nước đi vào cơ thể của chúng ta thì chính vì cái phân tử nước nó rất là nhỏ cho nên nó dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể của chúng ta. Nó đưa cái dưỡng chất, đưa cái kiềm tính của cái nước alkaline, của cái nước kangen, nó vào cơ thể của chúng ta và nó tái tạo lại những cái mô, những cái tế bào đang mắc bệnh của chúng ta, nó trở nên khỏe hơn, nó lại bình thường hơn. Đó là lý do tại sao, cũng là một lý do mà nhiều người bị bệnh ung thư họ dùng cái máy này để họ điều trị bệnh ung thư của mình. Bởi vì những người bị bệnh ung thư trong quá trình họ chemo, nghĩa là họ vào hóa chất để xạ trị, thì tất cả các những cái thuốc đó nó vào cơ thể để nó giết những cái con virus ung thư, thì đồng thời á là nó diệt luôn các tế bào trong cơ thể của chúng ta, làm cho cái sức đề kháng của chúng ta nó yếu đi và làm cho các tế bào của chúng ta nó bị chết đi luôn. Nhưng mà khi uống cái nước Kangen Water này vào rồi, vì nó có kiềm tính, nó không có axit và nó không oxy hóa và nó lại siêu thẩm thấu nữa, cho nên những cái chính vì nhờ những cái đặc tính đặc biệt này nó tái tạo lại những cái mô, những cái tế bào của chúng ta bị tổn thương nó khỏe trở lại, làm cho cái người bị bệnh ấy, nó phục hồi nhanh chóng hơn so với những người khác. Đó là những cái đặc tính đặc biệt chỉ có nước Kangen Water nó có được. Và ngày hôm nay Duy phải giải thích cho các bạn một cách rõ ràng nhất để các bạn không có bị mơ hồ hay là cứ cứ nghĩ là những người đang sử dụng cái máy Kangen Water là họ PR cho cái nước này lên để họ bán máy hoặc vì một mục đích nào đó. Thực tế cái nước này, ngoài việc cái máy này nó làm ra được cái nước Kangen Water để hỗ trợ trong sức khỏe của mình, để cho cái sức đề kháng của mình nó khỏe lại, nó mạnh hơn, thì nó còn làm ra được nhiều loại nước khác nhau. Nó làm ra được 7 loại nước các bạn, và trong đó nó có hai loại nước mà hiện tại bây giờ trong cái dịch virus corona người ta rất rất là cần và mua, nhưng mà hết, có nhiều người ra mua không có. Đó là nước diệt khuẩn và nước rửa rau củ. Thì cái máy điện giải này nó làm ra được hai loại nước này luôn. Đó là lý do tại sao mà người thay người ta xếp hàng dài đi mua, thì Duy ở nhà Duy chỉ cần muốn uống nước, Duy chỉ cần nhấn cái nút là có nước uống. Muốn nước rửa tay, nhấn cái nút là có nước rửa tay. Muốn nước rửa rau củ, rửa thịt thà, rửa tẩy liên dầu mỡ, cũng chỉ một cái nút thôi là Duy đã có ngay nguồn nước. Cho nên nó tiện lợi vô cùng các bạn. Mà cái tiện lợi đầu tiên đó là mình không phải xếp hàng, nghĩa là mình có nước ngay tại gia đình của mình luôn. Và Duy cảm thấy rất là may mắn. Và cảm thấy trong cái hiện tại bây giờ, khi mà dịch virus corona đang hoành hành trên toàn thế giới, thì mình thấy cái giá trị của cái máy này nó mang lại trong gia đình mình nó là vô giá các bạn. Thật sự mình Duy phải nói là Duy rất là quý cái máy này luôn. Nó mang lại cho sức khỏe gia đình của mình rất là quý. Người ta hay nói là máy điện giải, nhưng Duy gọi đây là vị bác sĩ thầm lặng trong gia đình, là một dụng cụ y khoa trong gia đình mình. Tiếp theo đó thì Duy cũng muốn chia sẻ
đến các bạn, những người chưa có cơ hội được trải nghiệm với cái nguồn nước Camden Water, và những người distributor, như là những người đang sở hữu cái máy này. Duy muốn nói về, chia sẻ đến những người chưa có cơ hội sở hữu cái máy này trước. Bởi vì các bạn chưa sở hữu được nó, chưa thấy nó, chưa nhìn thấy nó thực tế, và các bạn không có so sánh được nó với lại cái nước mà các bạn đang dùng hàng ngày, cho nên các bạn không hình dung ra được, các bạn không biết được cái giá trị thực tế thực sự của nó. Bởi vì các bạn chỉ dùng một cái, các bạn đâu có cái thứ hai đâu. Các bạn chỉ có cái nước của các bạn hiện đang xài ở nhà, và các bạn không có một cái máy điện giải tạo ra nước Kangen Water, cho nên các bạn không có thể so sánh được và các bạn không hình dung được. Cho nên nhiều khi Duy hay là một số người đang sở hữu cái máy này nói về những đặc tính tốt của cái nguồn nước Kangen Water này thì các bạn hoài nghi. Cũng giống như Duy cách đây hơn 2 năm, Duy cũng đã từng hoài nghi, và cuối cùng Duy đã quyết định mua nó, không có thông qua người nào giới thiệu hết. Nghĩa là Duy thấy nó tốt và Duy có cái niềm tin đây là nguồn nước tốt cho sức khỏe gia đình, và Duy đã liên hệ đến cái người bán máy để giúp Duy mua được cái máy. Cho nên Duy rất muốn các bạn, những người đang theo dõi Duy nói ngày hôm nay, hoặc theo dõi Duy trên Facebook hay là YouTube, thì có thể tìm hiểu nguồn nước Kangen Water này ở trên Internet, mạng xã hội. Hiện tại bây giờ thì cái nguồn nước Kangen Water này đã đi du lịch hoàng vòng quanh thế giới các bạn, và thật là Duy thật rất là vui vì cái nguồn nước tốt này được nhiều người chia sẻ, để chúng ta biết đến cái nguồn nước này nhiều hơn, và chúng ta nếu có cơ hội, có nghĩ đến sức khỏe gia đình mình thì đầu tư, nên đầu tư cho nó một cái cho gia đình mình một nên đầu tư cho gia đình mình một cái máy để phục vụ cho sức khỏe trong gia đình, thay vì hàng ngày các bạn uống cà phê, hút thuốc, hoặc là dùng một số tiền để chi vào cái việc gì đó mà mình cảm thấy là nó hơi lãng phí, thì mình xếp cái tiền đó lại, mình bỏ vào heo, hoặc là vân vân miễn. Và mình gom góp lại, mình đầu tư mua cho mình một cái máy điện giải, máy Kangen Water, để nó phục vụ cho mình, nó mang lại cho mình một sức khỏe tốt, không những cho mình mà cho gia đình mình, cho con cái mình, cho người thân của mình. Thật sự là nó mang lại giá trị rất là tuyệt vời các bạn. Duy dám khẳng định là như vậy. Và Duy muốn gửi thông điệp đến những distributor, những người hiện tại đang có cái máy điện giải Kangen Water. Khi chúng ta mua cái máy Kangen Water về, chúng ta uống và chia sẻ đến tất cả mọi người, thì Duy chỉ hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ, sử dụng cái máy để đủ hết chức năng, trải nghiệm với nó, để chúng ta có một cái kiến thức rộng hơn và rõ ràng hơn, để khi mình đi chia sẻ cái nguồn nước này đến tất cả mọi người, nếu những người khác có thắc mắc gì họ hỏi, thì mình sẵn sàng với những cái kiến thức, với những cái trải nghiệm của mình đã có, thì mình có thể trả lời cho những người
chưa có cái máy này để họ hiểu một cách rõ ràng nhất và đúng đắn nhất về những cái tác dụng của nguồn nước Kangen Water này mang lại. Chúng ta không có nói thêm nói bớt, nghĩa là chúng ta không có nói quá nó cái kiểu giống như là cái nước này giống như là nước thánh, bởi vì khi mà mình truyền đạt những cái thông tin nó sai lệch đến cái người mình muốn chia sẻ thì làm cho cái giá trị của cái nguồn nước Kangen Water nó giảm đi, và người ta cứ nghĩ là mình PR người để mình có thể bán được cái máy. Nhưng cái điều này điều thật sự là không có tốt, không có đúng. Duy không bao giờ mà làm những cái việc giống như là như vậy. Mà mục đích của Duy thật sự là Duy chỉ muốn mang cái thông điệp, muốn cái nguồn nước Kangen Water này nó đến gần hơn tất cả mọi người chúng ta, ai để ai cũng có thể dùng nó được. Duy hy vọng rằng mọi người chúng ta nên có một cái nhìn khác hơn về việc uống nước, thay đổi nguồn nước trong sinh hoạt gia đình. Ok, thì video clip của Duy đến đây tạm dừng. Hy vọng là thời gian sắp tới thì các nhà chức trách, các nhà khoa học, những người làm trong ngành nghề y tế họ có thể kiếm ra được vaccine chống lại virus corona một cách nhanh chóng nhất để có thể cứu được tất cả mọi người, để mọi người bớt lo lắng và khi đại dịch này nó biến mất đi, không có ai muốn khi dịch này nó xảy ra hết. Hy vọng Duy hy vọng là như vậy, và cũng tin là chúng ta sẽ làm ra được cái vaccine chống lại cái con virus corona này. Ok, chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn lại các bạn trong một video clip và sắp tới. Ok, bye.